Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh Kỷ Niệm Vô Giá. Chúc mọi người ngày mới thật nhiều sức khỏe và thành công nha. Mình thấy mọi dạo này dưa leo nó hơi rẻ rẻ, nên mọi người hay mua về dự trữ, mà mọi người để cả quả vài bỏ vào trong tủ lạnh ấy, nó vẫn bị héo, nó vẫn bị teo lại nha. Hôm nay mình mới tìm được một mẹo, mọi người thử giúp mình xem là mẹo có ok không nha, để giữ cho quả dưa leo bỏ trong tủ lạnh lúc nào cũng như lúc đầu như vậy luôn nha, bảo quản lâu hơn bình thường. Đầu tiên mọi người mua về thì mọi người đi mua thì nhớ lựa những quả nào ok nhìn vừa mắt mình nha, đừng có chọn những quả mà bị kiểu như ong chích hay sâu gì á, nó dễ bị hư. Rồi mọi người chọn cái cuống này tươi một xíu này. Mọi người về đến nhà mọi người ngâm nước hay làm gì, ngâm nước muối hay một lọc khuẩn gì đấy xong nha, mọi người rửa sạch sạch sẽ như giống mình vừa rửa này. Mọi người tìm một cái vải khô, mọi người lau cho nó thật khô à, khô rang luôn nha, càng khô càng tốt đấy, lau thật khô à, nó sẽ giữ được độ tươi rất là lâu. Đấy, rất là ok nha. Đấy, mọi người lau thật kỹ, càng kỹ càng tốt cho nó khô này. Sau mọi người chuẩn bị cho mình một cái áo mà nó sạch sẽ tí nha. Cho mọi người sẽ bỏ quả dưa leo vào trong đây, cho vào trong đây nha, mọi người quấn lại. Đấy, sau lại thêm tới quả khác. Đây mọi người nhớ quấn kín rồi nha, đây này. Quả dưa leo đây, mọi người phải quấn để nó kín, không hai quả không được chạm vào nhau. Đấy. Tiếp tục lại quả như vậy nữa, quấn tiếp như vậy lần nữa. Đấy, xong đến quả thứ ba, các bạn mọi người quấn nha, mọi người nhiều quả thì quấn nhiều nha, mọi người quấn kỹ thật kỹ không? Kín cả đầu luôn nha. Mọi người quấn xong ấy thì mọi người cầm cả vậy, mọi người bỏ vào tủ lạnh. Rồi mọi người để cho nó được bao nhiêu ngày, mọi người cho mình ý kiến đánh giá nha. Đấy, xem mình làm có ok không nha. Mọi người thấy video mình hay thì nhớ tặng một lượt like và đăng ký kênh nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người nha.